Tại sao cô lại ở đây vậy? Tôi không có tới để gặp bà đâu. Tránh ra. Lần này cô lại muốn dở trò gì nữa? Dở trò? Chủ tới làm những chuyện mà chủ nên làm thì có gì là sai? Tôi nhất định sẽ sang bằng cái chợ này. Rồi sau đó tôi sẽ xây dựng một tòa nhà hoàn toàn mới ở nơi đây. Cái gì? Cái gì? <laughs> Xảy ra chuyện lớn rồi. Gì? Chỉ có anh Hiển mình đang cãi nhau với dì Thư ở ngoài kia kìa. Hả? Làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa, cô nghĩ mình có thể sống yên ổn sao? Hãy nhanh chóng dừng tay lại đi. Bà còn dám dạy đời tôi nữa hay sao hả? Bà tưởng mình là ai vậy chứ? Cô Hải My. Hải My à? Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu. <laughs> bà với đứa con gái mới tống đan quân của bà đang bắt tay nhau chống lại một mình tôi đúng không tôi phải sáng bằng cái chợ này bằng được rồi luôn cả cái cửa hàng đan quân này nữa hãy chuẩn bị đồ đạc mà dọn đi hết đi trời ơi, con nhỏ này Ê, trời ơi công nhận là giám đốc nói chuyện nghe cây đọc thiệt đó dì thư à, bà có sao không vậy dĩ nhiên là không sao Mọi người đứng đây làm gì còn không mau quay lại làm việc đi Mình cũng nên đi thôi Ờ, dạ ờ, Anh Chiết Kiệt à, em mượn xe chút nha Ừ, em tính đi đâu hả? Ờ, tại vì Thư nói Cần tới chỗ này nên đã nhờ em chở gì đi Lúc về em nói với anh sao? Mình đi thôi gì? Ừ. Ờ, nhớ lái xe cẩn thận nha con Mọi người, phải làm sao đây? nhìn cái cách cổ nói chuyện cảm giác như cổ sẽ sang bằng khu chợ này thiệt á có nghĩa là chỗ này sẽ biến thành một mảnh đất trống hả dù lâm hải mi là chủ của căn nhà đi nữa nhưng cổ không thể làm vậy với mình được chúng ta không có lý do gì để rời khỏi đây hết nếu như có thể nó sẽ không đe dọa xuông như vậy đâu lỡ như lần sau tới nó dẫn theo xã hội đen thì sao mình cũng không thể ngồi yên được một là báo cho cảnh sát hai là báo cho phóng viên nói chung phải làm cái gì đó <laughs> lại chuyện gì nữa đây tôi đã nói đừng gọi cho tôi nữa mà anh lại lùng với em như vậy là vì tống đăng quân có đúng không sao tự nhiên lại nhắc tới đăng quân chứ em thấy hết rồi hai người dẫn bé thi tới trạm xe nhìn thân thiết quá trời luôn anh đang sống chung với đăng quân có đúng không hồi trước á anh lúc nào cũng nói anh yêu thầm đăng quân hay gì gì đó mà lúc không có em hai người đã chính thức quen nhau đúng không thôi đừng có nói nhảm nữa tôi với đăng quân chỉ là sống trong cùng một nhà thôi cùng sống trong một nhà hả? <laughs> Bởi vậy từ từ hai người yêu nhau luôn có đúng không? Nếu lúc đầu em không ly dị anh phải làm sao đây? Cái con nhỏ đàn quân đó đúng là không ngờ thiệt Chắc là anh mong tới ngày ly dị lắm hả? Cô có chịu im đi chưa hả? Sao lại lớn tiếng với em chứ? Nè Người đề nghị ly dị trước là cô mà Sao bây giờ lại trách móc người khác? Hả? À lại gây chuyện hết tiền hả? <laughs> Trời Em đòi tiền anh hồi nào chứ? Em chỉ muốn gặp con em thôi Cô muốn gặp nó làm cái gì chứ Anh tưởng Anh trả hết nợ giùm cho em Thì anh có quyền coi thường em đó hả Em Là mẹ của bé Thi Im đi Tôi không muốn cãi nhau với cô nữa Mẹ của bé Thi Lại muốn gặp nó nữa đúng không Ừ trời Mẹ của bé Thi Bây giờ chỉ đang ở đâu vậy Không biết Cô không có tư cách làm mẹ Không cần thiết phải gặp con nhỏ Vợ cũ của ảnh hả? À, lâu rồi cổ không liên lạc. Mấy ngày trước tự nhiên gọi lại cho nó à. Ảnh không thèm nghe mình nói nữa. Cái gì đây? Xe này là xe của tôi. À, xin lỗi nha. Tôi không làm trầy nó đâu. Mà nè, tôi tình cờ nghe được chị đang nói chuyện điện thoại. Hình như là chị có quen biết với Tống Đăng Quân hả? Dĩ nhiên tôi biết cổ nhưng mà sao vậy nhìn cô không giống người ở chợ này á cái đó là nệm điện đúng không ờ cô muốn mua không ừ đáng ra là nó hơn một triệu rưỡi lần đó nhưng cô thì tôi đặc biệt giảm giá ai cũng biết là nó tốt hết nhưng cứ sợ hàng giả nên không dám mua cái này á là do công sự ốc trơn từng cái từng cái quan toàn là làm thủ công đó nha cô có thể yên tâm tuyệt đối dạ nhưng mà chị với tống đăng quân không biết hai người có quan hệ gì hả? à chồng của tôi từng làm việc ở cửa hàng Đan quân một thời gian khá lâu á à người nhân viên đó hả lúc tôi tới cửa hàng cũng có gặp ảnh mấy lần ảnh sống chung với tống đăng quân đúng không à, tại vì một số công việc tôi phải đi công tác một thời gian Rồi mọi chuyện biến thành như vậy luôn nhưng mà cô với Đan Quân á Làm sao mà quen biết nhau vậy Tôi với cổ là kẻ thù Tống Đan Quân Đã cướp đi bạn trai của tôi Ôi trời đất ơi Gì đây Chị là cổ với ba của bé thì Không phải là mối quan hệ đó hả Ai mà biết Theo như tôi thấy thì Cổ với chồng chị cũng là mối quan hệ đó đó Cái gì Vậy là chồng của tôi Đang bị nhỏ Đan Quân đùa giỡn hả Tống Đan Quân đã cướp đi bạn trai của tôi Vậy tại sao lại để chồng của chị ở cửa hàng làm nhân viên tiếp được chứ? Cái ông này ổng khờ thiệt đó. Nhưng mà sao cậu lại cướp bạn trai của cô vậy? Gia đình tụi tôi đã gặp mặt nhau rồi. Những người xung quanh đều biết tụi tôi sắp làm đám cưới với nhau. Nhưng mà cuối cùng Tống Đăng Quân lại cướp ảnh đi. Ơi trời đất ơi, sao đó cậu bắt cá hai tay với chồng của tôi hả? Nhỏ đó từ lúc tôi quen á, luôn giả bộ vô tội, tới đâu cũng dụ dỗ đàn ông hết. Tôi cảm thấy quá hoang ức. Cho nên tôi muốn cổ phải trả giá tôi hiểu được tâm trạng của cô mà bởi vậy nên tôi mới nói chị có thể giúp tôi được không hả khoan đã tôi chỉ mới nghe cô nói là đang quân cứ bằng trai của cô với lại mình mới gặp nhau thôi mà đây chính là danh thiếp của tôi giám đốc của thao mát ờ <laughs> à, nếu là thao mát á có phải là siêu thị lớn không nhưng mà cô tính trả thù đàn quân ra sao hả? Tổng đàn quân cổ không chỉ cướp bạn trai của tôi, mà cổ còn đang cản đường sự nghiệp của tôi. Cô đã xúi dục bà chủ thư, kêu bà đừng bán khu chợ này đi. Tôi muốn có được khu chợ này. Rồi sẽ cho cổ thấy ai mới là chủ thật sự. Nhưng mà làm sao mà cô có được vậy chứ? Nói thiệt, tôi hiểu con người của bà chủ thư. Bà không để ý cho người khác cướp đồ của mình đâu. Chỉ muốn để cho ba của con chỉ tiếp tục bị tống đa quân dụ dỗ sao dĩ nhiên là không được tôi thấy ảnh cứ làm việc ở cửa hàng đó thì ký tài năng quá tống đa quân chỉ biết lợi dụng ảnh thôi chỉ cần khu chợ biến mất thì ảnh mới có thể rời khỏi cũng đúng ha à, nhưng mà tôi đây cũng là người làm ăn nếu như giúp không công cho cô thì dĩ nhiên không thể để chị chịu thiệt chừng nào làm xong chuyện thì tôi có thể đưa chị gấp 10 lần nữa Vậy giờ cô muốn tôi làm gì hả? Trước hết hãy vô được nhà họ đã. Sau đó, tôi sẽ nói cho chị biết phải làm gì. Biết rõ là con gái mà vẫn giả bộ không biết. Chắc gì mệt lắm. Còn cách nào đâu. Đã quyết tâm rồi nên phải ráng nhịn thôi. Ngày mốt, dì sẽ phải gặp cổ ở sở cảnh sát nữa. Cứ gặp nhau hoài Vì có chắc là không sao không Thấy nó không hôi lỗi gì hết Còn lớn tiếng nói là Sẽ sang bạn khu chợ Đông Sang nữa Như vậy càng khiến gì Kiên trì với mục đích của mình hơn Chuyện thu mua cổ phần Của Rus Korea Mình phải tranh thủ làm nhanh mới được Mua một công ty Không phải là chuyện bình thường đâu Vì nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý Còn nói bạn còn giỏi mấy chuyện này lắm mà Chuyện tiền bạc cứ giao cho dì Con đừng lo gì hết Con không thấy lo lắng Chỉ là thấy có lỗi thôi Thấy có lỗi gì hả Con chỉ đang cố giúp đỡ dì thôi mà Con chỉ cảm thấy Tại con mà Hải mi Mới càng hận dì nhiều hơn thôi Cổ nghĩ con đã cướp anh Chí Kỳ của cổ Con không cần thấy có lỗi đâu Dì không sao hết Làm sao mà không sao được chứ Thỉnh thoảng dì nghĩ tới chuyện Nếu dì nuôi dạy nó Ít ra nó sẽ không biến thành Một con quái vật như bây giờ Con cũng vậy Mỗi lần Nghĩ tới người mẹ mà hồi nhỏ con từng biết Con thấy đau lòng quá trời So với người mẹ bây giờ Cảm giác như hai người khác nhau vậy Bởi vậy chúng ta không thể mềm lòng được những người bị lòng tham che mắt, chúng ta không thể thua họ được. Dạ. Cổ phần mà gia đình của nhà bà Tú Lam nắm giữ, nếu bỏ đi phần của con trai của bà thì ít nhất bà phải nắm được 50% cổ phần đó. Ừm, có nghĩa là ít nhất tôi phải bỏ ra 100 tỷ thì mới thu mua được cái công ty Jus Korea đó hả? Phải, chính là ý này. Nhưng mà Dạo này có tin đồn mới là Rus Korea sắp sắp nhập vào Thao Mát thì phải ờ, Cái gì? Theo như tôi thấy thì Chúng ta nên tranh thủ thu mua cổ phần trước khi họ sát nhập đi ờ, Vậy bây giờ tôi phải làm gì mới được? Tiền bán nhà kho cộng với tiền bán vàng Bây giờ chúng ta đã có được 30 tỷ Ở chợ Đông Sang dì thư còn có năm tòa nhà có thể đem đi thuế chấp Với số tài sản hiện có Thì tôi nghĩ chúng ta có thể lập tức thu mua cổ phần của họ liền Nhưng hơi khó là bà không muốn họ biết thân phận của mình hay là bà thu mua qua hình thức cấp vốn đi có được hay không Vậy thì những người ở Rus Korea sẽ không biết được Vì Mai Thư là người mua cổ phần của họ đúng không Đúng như vậy Nếu như có thể anh mong Đan Quân sẽ cùng đứng tên với tư cách là nhà đầu tư Em hả <laughs> Chỉ là mượn tên của em thôi um, Lôi con vô như vậy có được không hả um, Nếu được vậy thì dì cũng có thể yên tâm hơn chút Tôi phải để cho họ biết được dù có đấu với tôi Cũng không có tác dụng gì hết Thiên đường trái cây Chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ đó Hãy tìm cách khiến cho họ ngoan ngoãn rời khỏi đó đi Dạ Còn chuyện sáp nhập Cô tính chừng nào tiến hành đây Bên Cruz Korea cần phải có chút thời gian Để quyết định chuyện sáp nhập Bởi vậy nên trước mắt Phải giải quyết vấn đề nợ nần của Thomas Để củng cố vị trí của tôi trước đã Dạ Bằng cách nào Tôi sẽ thu mua cổ phần của công ty Giữ cổ phần vốn có của tôi Một số tiền lớn như vậy Cô kiếm ở đâu ra chứ Tôi sẽ bán cổ phần của mình ở Groot Korea Dù sao thì một khi sắp nhập Hai công ty đều là của tôi hết Nhưng mà Nếu làm vậy thì ông Lê sẽ không để yên đâu Thư ký của ông tới tìm tôi Rồi đã mạnh miệng yêu cầu tôi Giao sổ sách kép ra <laughs> Muốn tống tôi vô tù sao Để ngăn cản chuyện sắp nhập hả ông tưởng làm vậy thì có thể lấy lại vị trí tổng giám đốc hay sao? Đống sổ sách đó, đem quỷ hết đi. Dạ, tôi biết rồi. Cậu đã lấy được sổ sách kép chưa? Trưởng phòng ta có nhất định nói ảnh không có mấy thứ đó? Ừ, ủa cái gì hả? Cái thằng nhóc này, bây giờ nó đứng về phía của con Hải My rồi, tụi nó muốn phản bội tôi có đúng không? Trời ơi cái thằng này! Làm sao đi? Ừ, trời còn làm sao nữa chứ? Bằng bao giá phải lấy được sổ sách kép. Một là khám xét người của thằng Khang hay là đi tìm ở trong văn phòng của nó, nhất định phải tìm được. Cha con nhỏ Hải Mi này, hả? Cố tình giấu hết chứng cứ, tính hại tôi hả? Nó tưởng nó làm như vậy hả? Thì tôi sẽ ngoan ngoãn vô trong tù hay sao? Cái gì mà vô tù chứ? Không lẽ con Hải Mi nó hù cho ông vô tù nữa hả? Bởi vậy mới nói, mỗi lần nghĩ tới thôi là tôi muốn tức điên lên luôn à. Nhưng mà chuyện nó rối như vậy à? mà bà còn đi ra ngoài nữa hả? Bà không thấy chồng bà bị người ta sỉ nhục hay sao? Ông bị mất việc thì tự kiếm lại việc đi, tôi biết giúp ông gì đây? Con gái mà tôi sinh ra nó mất tích rồi kìa. Cái gì mà mất tích chứ? Nó bỏ nhà đi với trai thì có, giờ sao rồi? Có tìm được nó hay chưa? Thì tôi đã báo cảnh sát rồi còn đâu. Mong là nếu như nó có đi xa lúc kiểm tra sẽ bị phát hiện. Ôi trời ơi nó ốm nghén nặng quá trời không ăn được cái gì hết trơn á, bây giờ phải sống dắt dưỡng nữa. Ờ, trời, ơi. Ý, trời ơi, cái con nhỏ lì thiệt luôn đó. Tôi đã cho phép nó với thằng đó sống chung rồi kêu nó quay về nhà. Sao nó còn chạy trốn nữa? Làm sao Như Ái tình lợi của ông được chứ? Lỡ như bị lừa thì sao? Ê, trời, không biết. Vì để trả thù con nhỏ hải mi xấu xa, nhất định phải đưa Như Ái với Hiện Minh về. Ừ, trời. Đáng lẽ ra ông phải lo lắng cho con gái của ông trước mới phải. Ừ, mong là nó không sao hết. Tôi nói với Nam Sơn nhắn tin cho nó rồi, nó sẽ liên lạc lại thôi à? <laughs> Ôi trời ơi, ai ơi, bây giờ con đang ở đâu vậy ái ơi, trời ơi. Crystal, chu lê với dì thiên thần cho phép hai người rồi, hai người mau về nhà đi. Chắc bây giờ hai đứa không có điện thoại đâu, làm sao mà con được tin nhắn này đi. Dạo này có rất nhiều quán cà phê có gắn máy tính công cộng, chắc họ sẽ thấy thôi. Hai người đó không có tiền, em chỉ là mong họ không phải chịu nhiều cực khổ thôi à. Cho dù Nam Sơn hay bạn của Hiển Minh đi nữa thì cũng liên lạc hết cho tôi đi. Nhất định phải tìm ra tụi nó đang ở đâu. Thời. Em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lỡ bụng em đau nữa thì sao? Anh nghĩ tụi mình phải sống như vậy, chỉ trốn như vậy tới chừng nào hả? Trước khi ba mẹ hai bên nhà đồng ý, tụi mình phải kiên trì mới được. Nếu sau khi sinh Âu ra rồi mà họ vẫn không đồng ý thì sao? Vậy thì, hai đứa mình sẽ cùng sống ở đây. Nè, môi trường ở đây rất là tốt để nuôi dạy một đứa bé. Không khí trong lành lại ở gần biển nữa. Làm sao mà sống được? Mình đâu có gì đâu. Tụi mình còn có 10 triệu mà. Mình sẽ dùng nó thuê căn nhà. Rồi anh sẽ đi tìm coi có công việc nào không? anh còn trẻ còn khỏe mạnh mà thiếu gì việc cho anh làm đúng không nhưng mà em muốn âu ra của tụi mình được sinh ra trong lời chúc phúc của mọi người con của tụi mình có người cha người mẹ tuyệt vời dĩ nhiên là được chúc phúc rồi hay là tụi mình làm đám cưới đi đám cưới hả ở đây sao một đám cưới nhỏ chỉ có hai đứa mình thôi dù bây giờ nó không sang trọng như tổ chức trong nhà hàng mắc tiền nhưng mà anh sẽ ráng kiếm tiền để mai mốt làm cái khác cho em để coi bây giờ mình phải mặc cái gì đây ta em không mang theo một cái đậm nào hết đó vậy hả vậy thì bây giờ mình đi mua mình còn phải trả tiền nhà nữa nên giờ đi ngân hàng thôi ừ. cái này dễ thương cái này thì nhìn sang trọng chà đúng là mắt nhìn của em vẫn không thay đổi gì hết cái nào cũng đẹp hết á nếu như bụng lớn rồi em không thể mặc mấy bộ này được đâu nè em nói gì vậy bụng lớn bụng nhỏ gì em mặc vô cũng đẹp mà mua hết đi không có được tụi mình phải tiết kiệm tiền chứ anh đúng hả nè mặc thử đâu có tốn tiền đâu hay mình mặc thử đi ồ ờ. <laughs> Ý tinh <laughs> à, tụi tôi mua bộ này à, 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 chị tính tiền giùm tụi em nha <laughs> à, đúng rồi rất là đẹp mặt cô dâu ơ nghiêng về phía mặt chú trên chút nghe ông già này là thợ chụp hình nổi tiếng nhất ở đây đó Chụp kiểu này nhìn xưa quá đi. Em thấy để tụi mình tự chụp còn đẹp hơn đó. Em nói muốn có một bức hình đàng hoàng mà. <laughs> Mặt của cô dâu không nên nhó ngóng vậy. Phải cười tươi lên mới được. Ừ. À, dạ. Rồi chuẩn bị chụp nha. Một, hai, ba. Ôi trời ơi, nhìn ngon quá đi. Trộn chung với cơm chắc là ngon dữ lắm. Wow, em biết làm mấy món này không? Ố, mình mua về ăn là được rồi, đâu cần phải làm đâu. <cười> <cười> Ôi trời ơi, nhìn ngon quá. À. Chúng tôi ăn thử có được không? Mm. Ngon không? <laughs> Ê, <laughs> đừng có như vậy mà à, à, đừng có như vậy <cười> <cười> hả ờ, em có sao không ừ. cảm ơn nha đợi chút nha sao vậy em mất rồi anh cái gì mười à, triệu quên Số tiền mình rút ở ngân hàng đó anh à Hả Em tìm lại thử coi Hả Cái ông mới nãy Chắc chắn là cái tên móc túi rồi Trời ơi làm sao bây giờ đây Mình chỉ có nhiêu đó tiền thôi Đó là số tiền 10 triệu won Chúng tôi Cần số tiền đó để mà thuê nhà Anh có thể tìm lại dùm cho chúng tôi được không Trước hết ghi lại địa chỉ Với số điện thoại của hai người đi ờ à, chúng tôi chúng tôi không có số điện thoại chúng tôi chúng tôi mới chuyển đến đây sống thôi đây nè đây nè nhất định phải tìm thấy năng nỉ anh đó chừng nào tìm thấy hắn chúng tôi sẽ liên lạc cảm ơn mấy anh nhiều lắm làm việc với anh nha anh. cảm, cảm mấy ơn mấy nhờ. anh cảm ơn ừ. họ mới chuyển tới đây hả bỏ nhà đi hả Điều tra thử bọn họ coi Được Cái gì? Có thiệt không? Ờ, em trời thấy trời rồi hả? thấy nhiều rồi hả? Được, được Cảm ơn nhiều nha Cảm ơn cậu nhiều à, Bây giờ nó đang ở đâu vậy? Cậu mới nói Nó ở Đông Mát Ri Gang Hoa Gun In trên hả? Hả? Tụi nó ở In trên hả? Ờ, được, cảm ơn cậu nhiều Được rồi Tôi sẽ tới đó Được ở Trời như ơi, như ai rồi, như ai rồi đây này, này nó đang ở chung với thằng nhóc hiển minh có đúng không hả ừ, Bây giờ mình tới đó lẹ đi ông ơi Tụi nhỏ mất hết tiền rồi Cũng không có điện thoại nữa Không khác gì ăn mài hết trơn á Mẹ à Bây giờ mẹ tính làm cái gì đây hả Chồng của con tính là Sẽ nói cho Hải mi biết mọi chuyện kìa Không đâu Trừ khi nó muốn tận mắt nhìn thấy mẹ của nó chết đi Nó không nói ra đâu Nhưng mà con thấy lần này ảnh nghiêm túc lắm đó mẹ Mẹ ơi mẹ Hãy giao cho hiển minh cháu trai của mẹ cổ phần của Food Korea đi được không hả mẹ Thằng con của cô Nó đã chạy trốn với con gái của ông Lê Mà trước giờ cả cái nhà này vẫn luôn phản đối Sao tôi phải cho nó chứ Con đã nói với mẹ bằng mọi giá con sẽ đưa hiển minh về Bởi vậy cho nên Mẹ phải giữ lời hứa cho nó trở thành người thừa kế Rồi chuẩn bị tiến hành những giấy tờ cần thiết Trời ơi Đầu của tôi Đầu của tôi đau quá Đừng có ở đây làm phiền tôi nữa ra ngoài đi Mẹ ơi mẹ Nếu Hải My quay lưng lại với mẹ rồi đi giúp tôi Mai Thư mẹ ruột của mình thì Tới lúc đó mẹ tính làm sao đây chứ <laughs> Cái con cáo già đáng chết Ai cho con mơ miệng nhắc tới cái tên đó ngay trước mặt tôi hả Cô Cô Cúc đi cho khuất mắt tôi Mẹ ơi mẹ Mẹ ơi Cô giúp việc ơi Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên đi Mẹ ơi mẹ Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi mẹ Cái gì Mẹ đã bị hôn mê rồi sao Dạo này mẹ cứ nói với em là bị nhức đầu hoài Hôm nay mẹ đã hôn mê mất đi ý thức luôn rồi Em đã gọi cấp cứu bây giờ đang ở bệnh viện đi nè Rồi bác sĩ nói mẹ làm sao hả Bác sĩ nói tại vấn đề về huyết áp Với lại họ nói là sẽ làm một số xét nghiệm Bây giờ tôi tới bệnh viện liền đây Bây giờ mẹ vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh lại Bác sĩ An nói mẹ đã cao tuổi rồi Cho nên muốn giữ mẹ lại Để có gì cho tiện theo dõi Được rồi tôi tới liền đây à. Bây giờ con đã làm xong mọi chuyện rồi Con có thể tới văn phòng của ba không Đừng có tôi Hồi nãy mẹ con mới gọi điện thoại cho ba Nói là bà nội con bị hôn mê Được rồi đó con Sao Bà bị hôn mê hả Trời ơi sao lại như vậy chứ Theo như bà thấy Bây giờ mình phải tới bệnh viện liền đi con Được rồi Bây giờ con cũng sẽ tới bệnh viện liền à, Dạ, cảm ơn cô nhiều à, à, dạ. Lần sau tới nữa nha Trái cây nhìn ngon ha Để tôi lấy cho dạ, cô dạ, Tổng cộng Ê, dạ. 10 ngàn dạ. Dạ. Được, của cô đây đây Mời cô dạ, anh đây. À, Chúng tôi cũng có dịch vụ giao hàng tận nơi nữa Khi à, nào cần cứ gì. gọi điện cho tôi dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều <laughs> Đời, trời <laughs> Hai bên cùng nhau hợp tác làm ăn Nên bên này tốt thì bên kia cũng tốt Dạ, đúng vậy đó Người ta biết tới quán Tự nhiên tới mua trái cây mình luôn đó xin mời khách tiếp theo hả Wow, nhờ uh, có dành tiếng của chi kiệt á uh, mà quán cà phê làm ăn được quá trời có một blogger nổi tiếng đã bóc hình của quán mình lên mạng quán cà phê còn được lên tạp chí nữa nên ngày càng nhiều khách hơn đó à, vậy đó. <cười> <cười> cứ như vậy quán sẽ nổi tiếng nổi tiếng khắp nước luôn <laughs> ừ, tránh ra chút đi làm ơn Ồ, ồ có chuyện gì đã tôi chút cậu tránh ra luôn đi ơ trời mấy cậu làm gì vậy Mấy anh là ai hả? Tụi tôi tới là để tính toán đập bỏ cái nhà này Đập bỏ? Tụi tôi chỉ làm công việc của mình thôi Ai cho phép mấy anh chụp để hình mấy. vậy chứ Cái gì mà đập bỏ hả? Anh làm sao vậy? Tôi chỉ làm theo Ở, mình lên thôi à Trời, cái anh đánh đánh này thiệt là gì Có chuyện gì vậy? Họ tới định đập bỏ căn nhà cái gì mà đập bỏ chứ Tụi tôi có dọn đi đâu à thì uh, chủ căn nhà nói là muốn đập bỏ nó Cho nên kêu tụi tôi tới coi Tụi tôi vẫn chưa đồng ý rời khỏi Cổ không thể tự ý đập bỏ được Trời ơi bây giờ mình phải làm sao đây Mấy anh quay về đi Rồi nói rõ với người đã ra lệnh cho mấy anh Tụi tôi sẽ không dọn đi đâu Không anh có thể đuổi chúng tôi à, đi 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 lẻ lên đi Trời ơi mấy lên anh này, đi dọn lên. lên Đi đi mà Đi lẹ lên đi Đi lên đi Biết ngay là cổ sẽ tự làm theo ý của mình mà Hey của anh chị đây Dạ cảm ơn Trời ơi khách hàng sợ quá chạy mất tiêu luôn rồi Cứ về hoài sẽ có tin đồn cho cô Mình vừa mới làm ăn khấm khá được chút xíu thôi Đúng là như tạt một số nước lạnh vậy Nếu con nhỏ Hải mi đó không phải là con của dì Thư Thì tôi đã dạy nó một bài học rồi Ở đâu ra cái đứa con gái ngang ngược vậy chứ Em không biết phải làm gì để ngăn cản cổ nữa Biết mẹ mình là ai mà còn như vậy Dì Thư không hủy vụ kiện đúng là quyết định đúng đắn Vậy mai mốt mình phải tính sao Bác đừng có lo lắng không ai được quyền đuổi mình đi hết. Ờ, Mai thư đâu rồi về nhà rồi hả? Dì thư đi thu tiền rồi về nhà. Ờ, ba cũng phải về Ủa? chuẩn bị cơm cho mấy đứa ở đây. Ờ, à, đi thôi. Hồi nãy em với dì thư mượn xe của anh đi đâu vậy? Với anh mà cũng giữ bí mật hả? Bí mật gì chứ? Em chỉ chở dì thư đi thôi. Không phải đâu. Dạo này á, em thường thấy dì Mai thư với chị á lén lén lúc lúc nói chuyện nhau ở trong phòng, cảm giác như họ đang bí mật gì đó. Đã nói không phải rồi mà Nam Sơn. Dạo này tâm trạng của dì Thư không tốt Em muốn an ủi gì nên mới thường hay nói chuyện với dì Sao em không nói cho anh biết gì hả? Tại đây là chuyện anh không cần biết thôi Gì mà không cần biết Sao em lại nói vậy hả? Anh Chí Kiệt à Giữa hai chúng ta không nên có bí mật gì hết Không phải mình đã hướng với nhau như vậy rồi hay sao? Chuyện này Em không thể nói ra Tất cả mọi chuyện Anh đều bằng bạc cùng em Khó khăn gì anh cũng nói cho em biết Sao đàn quân không thể làm ngược lại với anh như vậy Không phải giống như anh nghĩ đâu mà Vậy rốt cuộc là chuyện gì hả Chuyện này em không thể nói với anh được Anh biết rồi Thì ra trước giờ em không thực sự tin tưởng anh Anh chết thiệt à <laughs> cẩn thận nha Dạ con chào cô Tạm biệt con, mai gặp lại ha Dạ Bé thi của ông ơi Ông ơi Đẹp không ông Hôm nay mấy cô dạy cho con làm đó Ồ, ha, dạ. <laughs> Nhìn như thiệt vậy ha Bé thi của ông khéo tay thiệt nha ừ. để ông nhìn tay của bé thi coi ê chà chà đẹp thiệt à ông. trời ơi mất tay rồi có lại nè <laughs> sao không vô nhà mà đứng ngoài đây làm gì vậy bà, ơi, bà. Ê, bà đi thu tiền xong rồi hả ờ à, vô nhà trước đi rồi nói dạ thưa ờ, bà đi thôi <laughs> nhìn giống thiệt dữ hả <laughs> Con vô rửa tay rồi ra ăn Ông làm xong rồi Dạ yeah. à, <laughs> <laughs> ừ, Bà với đàn quân đi bàn chuyện tới đâu rồi à, Cậu Mạnh nói sẽ giúp tôi tìm cách Để mua cổ phần của Rus Korea Để tôi có thể làm chú Thiệt là lo lắng quá đi Bà cực khổ biết bao nhiêu mới có số tiền đó Nó là máu và nước mắt của bà mà Nếu đem tiền đi mua cổ phần nha à, Lỡ như công ty đóng cửa không phải là lãng phí tiền vô ích hay sao? Không phải vì kiếm tiền mà tôi mua cổ phần đâu. Có mất hết tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần thấy Ruth Korea phá sản là tôi hả dạ rồi. <laughs> mẹ. Bác sĩ An nói mẹ cần nghỉ ngơi, kêu mình đừng có làm phiền mẹ bây giờ để cho mẹ ngủ đi mình ơi ra ngoài nói chuyện với em chút đi bây giờ huyết áp của mẹ đang ở mức rất là nguy hiểm đó bác sĩ an nói không thể để mẹ phải chịu bất cứ cú sốc nào cứ không ngừng nhắc nhở em hoài có phải là giữa cô và mẹ đã xảy ra chuyện gì không sao tự nhiên mẹ lại ngất xỉu như vậy chứ bây giờ anh đang trách em đó hả anh nghĩ coi mẹ vì ai mà phải chịu quá nhiều cú sốc như vậy chứ có biết chừng nào xuất viện hay không không biết bác sĩ còn phải đợi kết quả xét nghiệm chắc lại sớm mất mấy ngày lận đó bởi vậy nên mình à trong lúc mẹ còn nằm viện em nghĩ anh không nên nói ra toàn bộ sự thật để cho con bé hải mi nó biết được đâu ngày mốt là tiếp nhận điều tra con bé hải mi cần phải biết sự thật mới nhận ra sai trái của mình đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi nếu nó biết được bà nội của nó đã nói dối nó với tính cách của Hải Mi, anh nghĩ nó sẽ đi yên hay sao? Cho nên anh phải giữ bí mật. Chuyện này với Hải Mi biết không? Giữ bí mật gì vậy? Thật ra thì hai người đang nói về chuyện gì?